Thì hiện tại á, là em đang ở phường đường Ấp Bắc, đây là đường Ấp Bắc nha, phường 10, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Thì ở trên mặt tiền đường lọ nhựa này luôn á, là có một miếng đất đang bán, thì em quay cho anh chị mình xem. Ở ngoài trước á, là ngã ba Trung Lương nha anh chị. Thì đây là cái miếng đất mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị mình nè. Em quay vòng vòng xung quanh cho anh chị mình xem thử ha. Em đang đi buổi chiều và trời mưa luôn rồi anh chị ơi. Đó, đây là cái không gian xung quanh nè. Ở đây là gần cái khách sạn nè anh chị đó. Rồi đi qua bên này tí xíu là đây là cầu Trung Lương. Anh chị đi lên tí xíu là mình tới siêu thị Cấp Mắt của thành phố Mỹ Tho. Nói chung mà đây là một cái mặt tiền đường lớn, anh chị nào mà mua kinh doanh đều được hết ha. Thì bên trong này là cái miếng đất mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị nè. Đất của mình á, bề ngang á là 3m2 nha anh chị. Bề ngang là 3m2, hậu là 3m2 luôn. Khúc giữa là nở hậu ra. Thì khúc giữa là 3m5. Đất của mình là thổ cư 100% luôn. Thì chủ kêu giá là 3 tỷ 850 triệu. Đó, thì anh chị nào mà thích miếng này thì alo em hay. Em sẽ dẫn anh chị mình đi vô bên trong mình tham quan thử nha. Thì anh chị nhìn nè. Đây, bề ngang là 3m2 nha anh chị. 3m2 thì chiều dài là 21 mét. Chiều dài là 21 mét, sẽ tính từ ở đây nè anh chị. Chiều dài 21 mét sẽ tính từ ở đây nha. Từ ở ngay chỗ này chạy vô bên trong là 21 mét. Còn móc lộ giới á anh chị, em hỏi rồi. Từ đây đi ra là cái bên cái vỉa hè nè anh chị. Thì cái móc lộ giới ở đây á, là sẽ tới ngay chỗ này. Ở đây là móc lộ giới nè. Đó, xe đi ra nha. Đó, rồi bây giờ em sẽ dẫn anh chị mình đi vô bên trong anh chị xem thử nha. Đất của mình thì có giấy tờ, có chủ quyền nhà đầy đủ hết ha. Ngang là 3m2, dài là 21m. Ngay chỗ cái bụng là sẽ nở ra là 3m5. Đây. Nè, ở ngay chỗ này là không gian nở rộng ra. Từ ở bên này nè anh chị, đi qua bên này là 3m5 ha. Đó, cái này thì bán đất thôi. Nhà này thì cũng cũ lắm rồi. Cái trại để mình ở sơ thôi. Nhưng mà em nghĩ là anh chị mua thì mình dỡ ra, mình sửa lại cho nó đẹp. Đây, khoảng ở đây là 3m5. Rồi chạy dài xuống 21m, chạy dài xuống dưới này luôn. Nè, ở đây là 3m2. Ở đây hơi tối nha anh chị. Tối quá. Thì nói chung mà miếng đất của mình là có giấy tờ, có sổ hồng đầy đủ luôn. Có hữu cư sẵn rồi. Giá là 3 tỷ 850 triệu. Anh chị đừng nói với em là mắc cho anh chị. Có thể là giá cao thiệt, nhưng mà thật ra là ở đây là ở phường 10, thành phố Mỹ Tho, mà còn là mặt tiền lộ nhựa nữa. Thì em sẽ mở cái định vị lên cho anh chị biết cái vị trí miếng đất của mình nha. Thì anh chị nhìn đây là cái vị trí mà em đang đứng nè anh chị. Đó, em sẽ phóng to lên cho anh chị xem. Đây, chỗ của mình đâu ta? Nhà của mình bên này hả? Đâu? Nói chung là vị trí của mình là ở đây nè anh chị. Đó, thì anh chị thấy là xung quanh nhà rất là đông ha. Kế bên nhà hàng Trung Lương luôn. Em sẽ mở định vị lên cho anh chị xem nữa. Nè, ở đây mình đi lại siêu thị Cấp Mắt hoặc là chợ đồ sát bên ha anh chị.
Đó, từ vị trí của mình mà đi lại cúp mắt thì chắc khoảng tầm chừng 300m hay là 400m thôi, nói chung cũng gần lắm. Đây. Rồi, chắc là xa hơn tí xíu anh chị đi qua cúp mắt nè. Nói chung ở đây nè, ở đây á là hầu như là gần như là trung tâm rồi, thì ở đây á anh chị mình đi sợ đi chợ nè, đi trường học hay là đi nhà thờ hay là đi chùa đồ á, trung bình là khoảng tầm chừng 2-3 phút thôi. Rồi mình đi vô bên trong nữa thì cũng 5 phút thôi nha anh chị. Đây, một cái vị trí rất là đẹp để anh chị mình có thể mua mà xây nhà. Như anh chị thấy là nhà bên kia, anh chị biết cái nhà bên kia cao cao đó là ngang khoảng mấy mét không? Ngang 4 mét đó hả? Như anh chị xem nè, cái nhà bên này nè anh chị là 4 mét đó anh chị. Nhà là bề ngang là 4 mét đó. Đó, nhà mình thì 3m2, nhỏ hơn xíu nhưng mà được cái là mặt tiền lộ nhựa, anh chị mình có thể kinh doanh mua bán gì cũng được. Đường ở đây là xe rất là đông nha. Đây, giá là 3 tỷ 850 triệu. Anh chị có thể mua rồi mình xây cao tầng lên. Nè anh chị, đó. Đây. Để em xem nhà mình hướng gì nha. Nghiêng nghiêng. Cho chị mượn điện thoại. Xem nhà hướng gì đi em. Xem nhà hướng gì với em. Đây, em ở định vị cho anh chị xem ở nhà của mình hướng gì ha. Em đi trời chiều mưa rồi, tối luôn á, giờ là mấy giờ rồi ta, giờ là 6 giờ tối luôn á anh chị, giờ là đang 6 giờ tối nha. Thì nhà của mình là hướng hướng đông bắc, nghiêng về hướng đông nhiều hơn. Đây. Nhà của mình là hướng đông bắc, nghiêng về hướng đông nha anh chị. Nhà hướng đông bắc, nghiêng về hướng đông. Rồi. Thì để em xem từ đây mà về tới bến xe miền Tây bao xa ha. Ở đây là thành phố Mỹ Tho rồi, thì từ ở đây mà mình về tới bến xe miền Tây á là khoảng 60 cây số nha. Từ vị trí của em mà về bến xe miền Tây là 60 cây số. Anh chị nào mà quan tâm căn nhà này á thì anh chị có thể alo cho em để em dẫn anh chị mình đi xem. Còn nếu không thì anh chị tới xem trước cũng được, rồi anh chị cho em hay. Giá là 3 tỷ 850. Hả? Ở đây rất là đông nha. Rồi thì em xin chào anh chị ạ.